Xin chào các bác, em là Tuấn Bắc Cạn. Hôm nay em về mấy chậu kiếm vàng và mấy chậu kiếm xanh. Đây có cả kiếm vàng, kiếm xanh. Cái kiếm vàng này thì nó không có tên các bác, nó chỉ là một cây vàng nhưng đặc biệt là cái bông nó rất là to. Các bác có thể nhìn thấy đây, bông nó rất to. Đây, một bông như này. Ở phần dưới cái miệng này nó có một cái vàng chấm vàng này. Điều này nó khá là thú vị vì thường thường nó chỉ cái này thường thường nó cũng trắng luôn. Họng hiếc là rất là sạch sẽ. Đây. Cái kiếm vàng này thì hoa nó thế này các bác này. Giờ này em hay lấy những loại kiếm đang đang ra hoa về để phục vụ cho các bác. Thứ nhất là chuẩn mặt hoa. Thứ hai là không phải bảo hành cho nó mệt. Em nhưng mà mua được những chậu kiếm này để bán cho các bác cũng hơi bị khó. Đây các bác nhé. Kiếm này đặc biệt của kiếm là các bác có thể thấy nó từ tháng 4 đến tháng 9, tháng 10. Thậm chí bây giờ là sắp Tết rồi, hoa nó vẫn có. Cái này thì lá nó không được đẹp, hoa nó rất đẹp nhưng lá nó không đẹp. Đây. Em xin phép bán cái kiếm này thì em gọi là kiếm vàng. Em bán 300. 300 là được 2 thân như này các bác. Em sẽ tách thân gửi cho các bác nhé. Đây, 300 là được 2 thân. Đây, 300 là được 2 thân này. Chậu này trồng thuần ok lắm rồi. Bây giờ chỉ các bác mua là em tách ra thôi. Cứ 300 là 2 thân. Đây kiếm vàng này. Rất là đáng chơi, siêu tầm. Giá cả thì nó cũng hết sức là nhẹ nhàng. 3 cân thì nó cũng chỉ bằng vài cái kỳ phi điệp hay như nào. Nhưng mà các bác có thể có một dòng lan kiếm đột biến. Đây cái này thì gọi là An 3 các bác. An 3 nghĩa là nó đột biến theo kiểu một màu ấy. Đây, và An 3. Nó không phải là xanh Thái, nó là một cái loại ở Thái, nó có rất nhiều giống. Bây giờ là em bán loại số 2. Đây. Loại thứ hai này thì bông này là bông hoa xanh. Bông này cánh rất là to. Đây. Cái kiếm ấy một cái cánh bầu cánh này nó to ấy, một cái cả cánh này mà nó to bầu ấy, thì càng bầu thì càng đắt. Đây. Bông kiếm này nó có tên của nó là ôi, tên của nó để trong để em vào em lấy cái tên nó. Cho các bác. Để các bác tra Google các bác có thể ra vì kiếm nó có rất nhiều là giống. Đây giống này tên của nó ở đây. Cái này Patana. Đây là nó đang mới lở. Các bác lấy cả chậu như này. Cả chậu như này thì em bán là 2 triệu. Không, em tách thân cho các bác được. Em tách làm hai. Đây. Hai hướng này là 1 triệu và hai mẹ con này là 1 triệu. Đấy, đây là em bán. Đây, tên nó đấy. Mặt hoa rất là độc đáo. Đây. Nó cũng không thua kém gì xanh Huế cả. Đặc biệt là cái mùi này nó lại có mùi rất là thơm. Kiếm mà lại thơm. Đấy. Còn khá nhiều cái chưa ấy. Các bác lấy cả chậu thì đẹp quá nhỉ. Các bác mua cả chậu về các bác có thể chơi hoa luôn. Đây. Hoa nó thõng dài này. Đấy, còn cây vàng này thì nó mới lở ra nó vàng rồi. Hoa nó cũng dài lắm. Kiếm này thì rẻ hơn. Có 300 là được 2 thân, còn cái này là 1 triệu là 2 thân. Các bác nhé. Cây này chậu này trồng thuần ổn định hết rồi. Em mua những cái thực ra mới thời điểm đầu cái loại kiếm này nó đắt hơn nhiều. Nhưng mà do là ở Việt Nam nhập về không rồi trồng, không rồi nó ra hoa rồi, nó đẻ con rồi thì người ta phải bán rẻ đi. Còn nếu mà nhập nguyên bản thì nó lại đắt hơn ở bên Việt Nam. Nó lại hay thế các bác. Đấy, Patana này em bán là 1 triệu là hai hướng này. Đấy. Lá của nó vặn đẹp lắm này. Cái này chơi được cả lá và cả hoa luôn. Đúng thực sự là không thua gì bọn xanh Huế. Ba là em về thêm một loại kiếm nữa. Đây là cây này nó có thể gọi là cây, người ta gọi là cây thùy trơn. Thùy là cái gì? Thùy là cái này các bác này. Đấy, cái đầu vàng. Thường thường các bác thấy có thể ý nó có đầu tím. Đây. Cây này thùy trơn nhưng mà cây này thì người ta có thể gọi là vị hoàng Thái. Nhưng mà để em cho các bác xem cái vị hoàng Việt Nam này. Đây. Vị hoàng Việt Nam này. Vị hoàng Việt Nam và cây vị hoàng này. Đây cho các bác xem hai cái. Nó cùng cạnh nhau. Đây,
Các bác nhìn thấy giống nhau không? Thực sự thì là gần giống thôi chứ không giống hết đâu các bác. Đấy. Cho các bác xem cả hai hai cái mặt này cạnh nhau này. Cái này thì cái lưỡi của vị hoàng Việt Nam này thì cái này nó trơn xuống tận dưới. Còn cái của Thái này thì nó không trơn được đến tận dưới. Nếu trơn tận dưới thì nó phải đến 1 triệu 2 triệu một thân mất. Cây này cũng đang hoa luôn các bác. Đây. Đấy. Đấy, cùng nhau để em so sánh với các bác thôi. Thực ra thì em bán cây thì thường em bán chuẩn lắm. Mấy cây không chuẩn thì em bán đang hoa. Đây. Vị hoàng Việt Nam sáng hơn tí. Cái này em bán là 600. Một thân của em, một thân này em bán 500 các bạn. Đây. Củ nó to bằng củ to lắm. Đây. Củ to khiếp luôn. 500 là em bán hai thân này là 500. Đây các bạn lấy em tách ra. Đây lá nó ổn định hết rồi. 1 2 3 4 5 6 3. Đây, còn cái này thì em bán một mẹ một con là 600. Đây, hai mẹ con này là 600 các bác nhé. Một mẹ một con là 600. Còn một thân là 500. Đấy. Cây này em gọi là cây thủy trơn. Thủy trơn nhưng không trơn hẳn. Đấy là ba loại kiếm hôm nay em về. Lần này em sẽ sưu tầm rất là nhiều những cái dòng đang ra hoa để cho các bác xem và đánh giá về. Nhưng mà những cái bông này thật sự là bông này còn đẹp hơn cả bông này vì nó to hơn. Đây. Nó to như này cơ mà. Đấy, hoa rất là đẹp. Mà tôi mua tội lá nó không được đẹp bằng. 300 là được 2 thân. Còn cái này là 1 triệu 2 thân. Cái này thì 500 một thân. Cái này lá to, củ to. Cái này nhìn thân lá nhìn chơi có. Nếu mà nó là vị hoàng chuẩn thì nó phải tầm khoảng hơn 1 triệu thân. Thôi em bảo là nếu cây này nó cũng chuẩn thì nó nào 1 triệu thân nặng xứng đáng. Vì thân lá nó đẹp. Chơi kiếm ngoài hoa ra người ta còn chơi cả thân lá nữa các bạn. Còn đây là kiếm tiên vũ. Kiếm tiên vũ hôm nay lại về một loại lô tiên vũ rất là lùn. Lùn như này. Hôm trước em về toàn bụi to. Đây. Em về toàn bụi to, vật lá to này. Đây. Cao khoảng 40 phân. Nhưng mà hôm nay em lại về thêm một loại tiên vũ lùn này. Tiên vũ lùn này chăm, nhìn chăm rất là đẹp. Và các bác có thể trồng những cái rảnh nhỏ như này này. Rất là được lợi cây. Những cái nhỏ này là người ta phải tách những cái to, người ta vứt hết đi thì người ta mới lấy được cái nhỏ này. Tuy nhiên nó có hoa rồi. Một số là được ăn nắng 100% thì cây nó vàng vàng này này. Đấy. Đây, cây bé nó cũng có hoa. Em bán là 120.000 một cân. 120.000 một cân. Còn phi điệp tím hàng thuần cao 40 phân. Này em bán là 150. Cao hơn 20 phân này em bán là 100. Đây như cái này hơn 20 phân tí này. 100.000 thôi các bác nhá. Đấy, 100.000 là một chậu phi điệp tím thuần. Còn trầm rừng hàng kỳ thì số lượng em gần như là không hạn chế rồi. 25.000 một chậu. Bao nhiêu cũng có các bạn. Đây. 25.000 một chậu. 100 là 4 chậu. Đấy. Hầu hết là được 3 thân các bạn. Cái này để sang năm thì nó lớn thì khủng khiếp lắm luôn. Chầm nó nhanh lớn lắm và đẻ khỏe như dâu. Đấy. Đây là mấy loại kiếm đấy. Nếu các bạn lấy cả chậu kiếm này thì lại nhé, em để rẻ cho. Cả chậu này em bán 1 triệu mốt thôi, 1 triệu 100 nghìn thôi. Đây lấy cả chậu ạ. Còn đây là trầm trắng thái. Trầm trắng thái 300. Đây. Hồi lúc em mới mang về thì nó bé thôi, bây giờ lên này. 300 một chậu này. Trầm trắng thái. Bên này là sâm cao đỏ. Sâm cao đỏ ngâm rượu là 80.000 một cân. Sâm cao đỏ ngâm rượu 80.000 một cân. Loại ngâm rượu uống rất ngọt và thơm. Đây tiên vũ trồng này, em trồng cả loại tiên vũ to. Tiên vũ lùn em trồng đây. Tiên vũ lùn về trồng. Đây những cây xấu. Địa lan mạc xuân thì em vẫn bán là 80.000 một cân. Mạc xuân số lượng không hạn chế, bao nhiêu cũng có. Còn đây là lữ hoàng tuyết, hàng ươm kỳ. Lữ hoàng tuyết em bán là 150.000 một cốc. Nó là một cốc phi điệp lai trầm, hoa trắng như tuyết. Còn đây là giả ô lô. Giả ô lô một chậu đẹp đẹp như này là có 100.000 thôi. Sang năm nó sẽ to lắm các bạn. Rất nhiều thân nữa. Giả ô lô. Còn đây phi điệp tím. Còn đây là
Có nên là phi được Ken Baby. Ken Baby em bán là 120 một cốc. Ken Baby thân thủ rất là to. Còn đây là 5 cánh trắng họng hồng. 5 cánh trắng họng hồng em bán là 150.000 một cốc. Đây, giới thiệu qua đây 5 cánh trắng họng hồng. 150.000 một cốc. Họng hồng này là hoa bền lắm. Còn đây là giả đắc lây. Em bán là 250.000 một chậu đắc lây. Đắc lây rau hạt. Đắc lây rau hạt nó chả khác gì đắc lây thường. Dừng luôn. Đây phi điệp đây em. Phi điệp em có số lượng nhiều cho nên chọn cho các bác cũng rất là dễ. Đấy, kể cả chậu này rất là lù này, có 100.000 thôi. Lù này. Còn chớp Mỹ thì em vẫn bán là 300. Chớp Mỹ thì nó đắt. Chả thấy nó giảm giá bao giờ như chớp Mỹ này. Trầm biên vàng là 150. Họng hồng số lượng em thì có rất nhiều. Còn đây là siêu trầm. Siêu trầm Lecto, em bán là super trầm đấy, em bán là 150 một chậu. Siêu trầm này cây to và hoa to lắm. Đây gọi là siêu trầm. Bắt đầu vào đến mùa rụng lá này. Đây phi điệp nhà em ơi. Phi điệp nhà em rất nhiều. À, các loại vật tư em vẫn phục vụ đầy đủ các bác nhé. Vẫn có vỏ thông size loại 1 là 10.000, số 2, 3, 4 là 12.000. Đấy. Các loại dớn, dao mèo bán là 350 một con. Đây, muốn dao mèo đây, 350 một con. Đấy, thằng có cái cán này. Không trong phim kiếm hiệp đâu. Khói đao. Còn đây là lưới Nhật. Lưới Nhật em bán 180 một tấm. Trong này là mật ong khoái. Mật ong khoái là 350 một lít. 350.000 một lít ong khoái này. Chuối hột rừng, ngọc cẩu, táo mèo. Trụ dớn là 15.000 một cái. Đây, số lượng trụ dớn em đang có khoảng 3-4.000 cái. Nó sẽ còn tăng tiếp từ dần Tết để sang xuân. Các bác ghép nhiều thì phục vụ cho các bác. Còn đây là lưới đài. Lưới đài là 7. Lưới đài em bán là 2 triệu một cuộn. Ở đâu? 1.950.000 một cuộn. Em bán lưới đài thuộc loại rẻ nhất thị trường, không ai rẻ hơn. Và tốt thuộc loại tốt như họ. Nhưng giá rẻ hơn nhiều. Cảm ơn các bác.